mang đồ đâu. Trời, đi đâu vậy trời? Bắt người ta tìm nãy giờ luôn á. Mà anh đi nhé mẹ. Nguyễn Ngọc Bảo An, 11 tuổi, cô ca sĩ nhí với biệt danh công chúa triệu view của YouTube là thần tượng của rất nhiều các bạn nhỏ với các bài hát tuổi thơ. Bảo An tham gia hành trình 24 giờ đổi nhà lần này trong vai trò là chị hai của hai cậu em siêu quẩy. Lữ Hoàng Bách, tên thường gọi là Pu, là một gương mặt thân thuộc trong gia đình mầm chồi lá. Ngoài ra, anh chàng còn là một người mẫu nhí siêu đáng yêu và tinh nghịch. Thánh Hài An Khang, 7 tuổi, cậu bé luôn làm mưa làm gió tại các chương trình mà mình tham gia, một trong 9 đứa con cưng của Mười Khó Trường Giang, tinh nghịch, hài hước và vô cùng đáng yêu. Tập trước, sau khi thoát khỏi hoang đảo, ba bạn nhỏ đã tìm đến ngôi nhà nhỏ ngoài biển và làm quen với ông bà hai, chính thức làm những đứa trẻ làng chài. Bắt đầu làm quen với cuộc sống ở đây và tỏ ra rất thích thú vì được tắm biển thỏa thích. Hãy chờ xem những điều thú vị gì sẽ đến với ba chị em. Ai để đàn pin ở đây vậy trời? Buổi tối, cùng với anh Tài, các bạn nhỏ đã rủ nhau đi bắt còng. Và có một sự cố đã xảy ra đối với Hoàng Bách. Ủa? Cậu bé nổi tiếng sợ ma khi bị lạc với các bạn giữa biển vắng. Để chào đón những đứa cháu, ông bà hai đã tổ chức một bữa tiệc khoai nướng. Ô, ông Đào kìa. Ông Đào gì vậy? Ủa, ông làm gì không? Ông sai hồ bơi. Lạnh. Bà việc đầu tiên là phải giúp ông đi lấy vỏ dừa khô. Và Hoàng Bách có vẻ hơi chần chừ vì không muốn gặp lại cảm giác lúc nãy. Mà vô cái chỗ này mà không sợ hai người ta đi trước đi. Bây giờ ai muốn làm trước anh ba? Bây giờ nhờ cho con gái đi, ba tụi mình đi. Ba tụi mình đi đi, ba ngồi đi đi. Nè, cứ đi theo em. Đi trước đi. Spider-Man. Con kia tên là Spider-Man. Spider-Man à? Dạ. Làm chí đi tìm ai bao ra luôn đi, làm chí. Em cầm Spider-Man. Spider-Man.
Spider-Man. An Khang. Sao đi sao thằng đó ghét ghen. Ai chờ em với, em không có ghét ghen. Có một thằng đập xuống đây. Anh chào em rồi. Ông ta bỏ đầy chỗ này nha, chưa đầy, đi lấy cái đi. Thôi hai người đi đi em. Đi. Ê Thang, lấy tiếp. Thang có nghe không vợ? Cái gì? Lấy tiếp đi. Mở tay lắm, với lại đang đâu? Đang đâu ngón chân cái nè. Không. Đúng là cái đồ lười biếng. Chị thấy cái phong độ của nó chưa? Nó lười biếng lắm đó. Thì đưa đây coi. Hai cái ông này phá lắm đó. Mặc dù bạn gôn, bạn chăm chỉ nhưng mà bạn rất là phá. Em bị xuyễn. Nãy giờ em đi mệt quá. À dạ. Đừng có làm hư cái tuồng. Em làm cho đường thẳng lại cho mọi người dễ đắp. Trời. Ba. Em làm gì? Em nhìn đi. Em chỉ làm cho nó thẳng vậy thôi mà. À hiểu. Thấy chưa, mặc dù trong chuyện mà rất là phá. Vô nói không đi. Mấy đứa mày thấy vui không? Dạ vui. Vui hả? Hôm nay con vui nhất là được đi chọi cá. Con cũng vậy. Hôm nay con thấy con vui nhất là con tìm được cái ngôi nhà. Rồi con biết nấu ăn luôn hả? Dạ con cũng biết nấu ăn mà con rất là hay, là đồ ăn của con được khen ngon cho nên con rất là thích. Đúng rồi. Ở Sài Gòn con tụi làm cái gì? Ở Sài Gòn tụi con đi học. Ở Sài Gòn tụi con đi học. Bà học ơi, con học trường Trung Quyền. Con được học trường Trưng Chắc. Con học trường The International School. Là gì? Trường quốc tế. Ủa mà sao ông bị đau chân vậy ông? Ông bị thấy quá đầu gối. Ông biết nấu ăn luôn hả? Biết. Ông cái gì cũng giỏi rồi. Bơi cũng giỏi nè, nấu ăn cũng giỏi. Ủa ông ơi, sao ông không ngồi kế bà vậy ông? Thiệt luôn á, con em ngồi mà chơi chỗ thiệt chứ trời. Nghĩ gì người ta yêu nhau ngồi đó thiệt á, hay dễ sợ hay. Con đi học á, là có học lớp 1 á. Năng khiếu của con là hát nè, nhảy nè, giỏi bắt chước nè, giỏi diễn kịch. Con năng khiếu của con là hát, nhảy. Ở Sài Gòn có cát, nó ra nó dọc cát. Hát, nhảy. Nhảy đi hai đứa, mấy đứa nhảy đi, nhảy cho con. Và thưa quý vị, sau đây là phần trình diễn của ba bé Hoa Lư, Hoàng Bách, Bảo An và An Khan. Mình ta qua bên trần gian tới đâu, mình sẽ ẩn qua tình vừa ca chép bao. Mẹ nghịch cát sẽ bao nhiêu về đâu, sẽ ở đường sau còn cái sau kỳ kỳ. La 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 la. Ở đây cũng cháy nữa. Thiên bên này thôi. Ủa ông ơi ông, bữa sáng là tàu thuyền có vào đây không ông? Có, cái này. Dạ. Cái này không? Cái vô đầy đây luôn không? Nó 1 giờ đã đi rồi. 4-5 giờ vô. Ủa tại sao phải đi vậy bà? Đi biển. Đi biển. Chắc là ngủ sớm đó đúng không ông? Đi biển chơi hả? Đi biển đi cá. Bơi thúng ra. Ủa ông ơi, đời sống của ngư dân ở đây như thế nào vậy? Người ta đi biển cũng bữa có bữa không cũng khổ. Cũng khổ. Con ngày mai con muốn đi xem tàu thuyền. Con cũng mai nó vô đây nè, tụi con ra con. Giữa biển đêm, Bảo An đã tranh thủ hỏi thăm về chuyện tình của ông bà. Ngày xưa hai ông bà gặp nhau là ở đâu vậy bà? Coi như ở Khe Gà. Bà đi bán quần áo. Rồi bà mới gặp ông đi làm thợ hồ. Nấu ăn cho mấy người thợ hồ. Rồi mới gặp nhau rồi ông mới nói thôi giờ cho tôi theo về nhà bà tôi ở. Tôi phụ với bà. Bà mới nói là theo tôi là khổ đó. Tôi vất vả khổ lắm. Rồi mới đi về đây. Về đây thì cái bến dinh này thiếm á, ta đi cúng dinh này thiếm cái gì. Rồi bà mới ở đây là 25 năm rồi. Hồi đó ngày xưa kia là ngủ á,
là có 3.000 tới 5.000, 5.000 lên 7.000, 7.000 lên 10.000, lên 10.000 lên 15.000, 20.000 cái bắt đầu lên tới mấy chục năm nay là 80. Mà hai đêm một ngày có 80 á. Rồi ông mới nói là thôi tôi dắt bà về thành phố á, tôi bán vé số tôi nuôi bà. Bà nói không, tôi ở đây thôi chứ tôi không thích về thành phố. Tôi sống ở đây là